Theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28 đến ngày 29 tháng 10, nhiều nơi ở miền Bắc đã có mưa, nhiều nơi ở miền Trung như Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa to, kéo dài. Ở Nam Bộ, cơ quan khí tượng cho biết, mực nước cao nhất quan trắc tại trạm Hải văn Vũng Tàu ngày 29 tháng 10 là 4,13 m vào lúc 1 giờ 15 phút. Trong khi, triều cường ở vùng biển Nam Bộ vẫn khiến mực nước biển có xu hướng tăng thêm. Dự báo ngày 30 tháng 10, mực nước cao nhất tại trạm Hải văn Vũng Tàu có thể đạt đỉnh là 4,2 m và độ cao sóng ở ven bờ có thể đạt 1-2 m. Từ ngày 31 tháng 10, mực triều vẫn cao nhưng bắt đầu xu hướng giảm. Trong các ngày xuất hiện triều cường, nhiều khu vực ven biển Nam Bộ cần chủ động giảm tác động của triều cường. Tại thành phố Hồ Chí Minh, triều cường có thể đạt báo động 3 vào sáng sớm và buổi chiều tại các trạm đo thủy văn như trạm Phú An trên sông Sài Gòn, trạm Nhà Bè trên sông Đồng Điền. Người dân sống ở các khu vực trũng thấp thuộc đường Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, quận 7 hoặc đường Nguyễn Văn Luân, thành phố Thủ Đức cần chủ động giảm thiệt hại do triều cường dâng cao. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 4 và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng cùng 8 đồng phạm trong sai phạm xảy ra ở Sài Gòn Co-op. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định ngày 16 tháng 6 năm 2016, tài khoản ngân hàng của bị can Diệp Dũng nhận 100 tỷ đồng, nội dung chuyển khoản là chuyển tiền cho mượn. Ngày 24 tháng 6, tài khoản của Diệp Dũng thực hiện 8 giao dịch rút tiền mặt với số tiền 100 tỷ đồng. Cùng ngày, tài khoản của vợ bị can Diệp Dũng phát sinh giao dịch với nội dung nộp tiền mặt số tiền 24 tỷ đồng. Hai giao dịch chuyển tiền với số tiền 23 tỷ đồng và một giao dịch rút tiền mặt 1 tỷ đồng. Ông Diệp Dũng thừa nhận có nhận 100 tỷ đồng từ giám đốc công ty Hải Dương nhưng từ chối khai báo, lấy lý do không liên quan vụ án. Làm việc với giám đốc công ty trên, người này cam kết sẽ kiểm tra và cung cấp tài liệu, nội dung chuyển 100 tỷ đồng cho ông Diệp Dũng. Tuy nhiên, đến nay người này vẫn không cung cấp để làm rõ bản chất giao dịch, để làm rõ việc nhận và sử dụng 100 tỷ đồng của bị can Diệp Dũng. Cơ quan điều tra đã 4 lần yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng có 4 văn bản yêu cầu ngân hàng này nghiêm chỉnh thực hiện theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Ngày 29 tháng 10, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt điểm hiến máu cố định chữ thập đỏ tại địa chỉ số 466 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, nhà khách Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chi nhánh phía Nam. Điểm hiến máu cố định tại trụ sở 466 Nguyễn Thị Minh Khai được ra mắt và đi vào hoạt động với quy mô gần 300 m², cùng với các trang thiết bị, máy móc đầy đủ. Sau khi đi vào hoạt động, đây là lựa chọn điểm đến lý tưởng cho những người hiến máu tình nguyện trong khu vực quận 1, quận 3 và những quận xung quanh với mong muốn thường xuyên được đóng góp, chia sẻ những giọt máu nghĩa tình đến những người bệnh. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh có 4 điểm hiến máu cố định, gồm 466 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, quận 3, 106 Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, Bệnh viện Truyền máu huyết học và Bệnh viện Quốc tế Minh Anh. Sáng ngày 29 tháng 10, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông thông tin, lúc 21 giờ ngày 27 tháng 10, tổ tuần tra của Trạm Cảnh sát Giao thông Vĩnh Tuy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Giang, phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 23C07336 kéo theo rơ móc biển số 23R00467 do Dê điều khiển hướng Tuyên Quang đi Hà Giang có dấu hiệu vi phạm. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Dê không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy, lực lượng chức năng đã truy đuổi và yêu cầu Dê dừng và điều khiển xe quay lại trạm cảnh sát giao thông Vĩnh Tuy. Tiến hành cân tải trọng xe cho thấy, xe vượt quá tải trọng cho phép 91,6%, tiến hành đo nồng độ cồn, tài xế Dê có kết quả 1,011mg trên 1 lít khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi vi phạm tải trọng và nồng độ cồn đối với Dê, nhưng Dê không chấp hành mà có lời nói chửi bới, lăng mạ lực lượng cảnh sát giao thông, đồng thời điều khiển xe chắn ngang đường quốc lộ gây ách tắc giao thông. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự và tiến hành các thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 29 tháng 10,
lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã kịp thời giải cứu một du khách người Nga, khoảng 31 tuổi, bị mắc kẹt tại thác nước cao ở khu vực suối Mơ Khe Râm thuộc địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, vào lúc 14 giờ 30 ngày cùng ngày. Trung tâm thông tin 114 nhận được tin báo của người dân về việc có một người ngoại quốc bị mắc kẹt tại thác nước cao ở khu vực suối Mơ Khe Râm thuộc địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Ngay lập tức, đơn vị đã điều động công an huyện Hòa Vang xuất một xe cứu nạn, cứu hộ và công an quận Liên Chiểu cùng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Cứu nạn cứu hộ xuất hai xe cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường hỗ trợ. Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu nạn, cứu hộ lập tức trinh sát hiện trường, xác định dòng thác chảy xiết, khu vực có người mắc kẹt rất khó tiếp cận nên đã tổ chức đội hình vượt thác, tụt dây tự cứu bằng dụng cụ vét tự hãm để cứu người bị nạn. Sau gần 30 phút, lực lượng chức năng đã đưa người bị nạn ra ngoài an toàn.